Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Chào Minh Châu. Anh Vũ ơi, đây là cá thác lát em đã mua được ở chợ hồi sáng. Em thấy ngon quá nên mua hơi nhiều một chút. Một phần em sẽ nấu canh với lại cải bẹ xanh. Một phần thì em sẽ làm chả cá thác lát. Anh thấy sao? Sao em không làm thêm một món độc và lạ từ cá thác lát này? Ví dụ à? Ví dụ như là mình kết hợp cá thác lát với lại trứng hộp vịt muối. Thôi anh Vũ ơi, nghe thấy phức tạp rồi, em không làm đâu. Vậy thì anh sẽ chỉ cho em chế biến một món ăn từ cá thác lát độc và lạ, bảo đảm chỉ trong vòng tích tắc thôi các bạn, chúng ta sẽ có ngay món cá thác lát bách hoa. Thưa các bạn, để làm món này thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị 400g cá thác lát, 100g dừa nạo, xá lông đỏ trứng hộp vịt muối, 50g mỡ gáy cá hạt lựu, tiêu sò giả bể, đậu hành lá băm, tương ớt, một số gia vị thông thường và Ajiquit 1 viên gà giòn. Anh Vũ hứa với em rồi đó nha, món này phải ngon, độc, lạ đó. Mà chỉ trong vòng tích tắc thôi các bạn. Wow. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp cá thác lát trước. Cho vào đây 100g dừa nạo. Ủa anh Vũ, mình cho thẳng dừa nạo vào chứ không phải là mình vắt lấy nước hả? Đúng rồi em à. Thưa các bạn, chúng ta cho dừa nạo vào trong chả cá để tạo mùi vị đặc trưng cũng như tạo vị béo nhẹ cho món ăn của mình. Kế tiếp, chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 50g mỡ gáy. Chúng ta luộc chín và cắt hạt lựu như vậy nha các bạn. Anh Vũ ơi, có phải cái mỡ gáy này cũng là một cái nguyên liệu giúp cho món ăn béo hơn không? Chúng ta cho mỡ gáy vào trong món chả cá của mình để sau khi chiên thì chả cá chúng ta không bị khô nha các bạn. Kế tiếp cho vào đây 2 muỗng canh đầu hành lá băm và tiêu sọ giả bể, cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê thôi. Nêm tiếp vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và 1 muỗng canh nước mắm. Rồi chúng ta trộn đều như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ định hình. Chúng ta cho vào lòng bàn tay một ít dầu, kho đều như vậy. Chúng ta múc khoảng 1 muỗng canh vuông chả cá như vậy. Chúng ta định hình cho tròn lại. Rồi chúng ta ghe tròn. Ghe tròn, dạ rồi. Chúng ta đập cái dẹp xuống. Cho vào đây 1 cái trứng muối, chúng ta gói lại. Rồi. Quá đẹp. Để đây. Thưa các bạn, chúng ta cho lòng đỏ trứng hộp vịt muối vào để món ăn của chúng ta có hương vị mới lạ, đậm đà và màu sắc đẹp mắt hơn. Chúng ta sẽ tới giai đoạn là chiên những cái viên chả cá này thôi. Trong khi chờ cho chảo nóng, chúng ta sẽ tẩm những viên chả cá này với Ajiquit bột chiên gà giòn để chả cá chúng ta thấm gia vị và có cái độ giòn ở ngoài sau khi chúng ta chiên. Bây giờ chúng ta sẽ cho những viên chả cá này trong đây ha, chúng ta đắt đều. Thưa các bạn, chúng ta nên tẩm 2 lần qua Ajiquit bột chiên gà giòn để chúng ta có cái vỏ chả cá bên ngoài được giòn hơn. Sau khi dầu nóng, chúng ta sẽ cho từng viên vào. Khi cho những viên chả cá vào, chúng ta không nên đảo liền. Chúng ta để khoảng chừng 30 giây sau chúng ta mới đảo nha. Và chả cá nổi phồng lên như vậy là được. Rồi chúng ta sẽ vớt những cái viên chả cá này ra, cho lên giấy thấm dầu. Rồi anh để trên đây một ít salad nè. Chả chu bi cắt ra những miếng nhỏ như vậy, chúng ta để vào đây. Chúng ta sẽ cắt những viên chả cá này ra. Rồi, rồi chúng ta để đây. Rồi anh cho vào đây vài gọng rau thơm, một ít lá tí tô. Đây anh gắp cho bé Minh Châu một miếng. Cảm ơn anh Vũ. Rồi anh chấm chung với ít tương ớt nha. Dạ. Ôi thơm quá. Phần nào của cái món ăn này cũng ngon hết. Thôi bây giờ mình đi từ ngoài vào trong nha. Lớp vỏ Ajiquit bột chiên gà giòn ở bên ngoài á thì giòn nè, đậm đà nè. Cái phần nhân cá thác lát á, tiếp theo á là nó, em cảm nhận được từng sợi dừa, cảm nhận được độ béo của dừa nè, của mỡ gáy nè, rồi đặc biệt hơn hết cả là chính là cái trứng hộp vịt muối ở bên trong, làm cho món ăn trở nên rất là đặc biệt. Và anh hy vọng rằng đây là một món để cho em có thể trổ tài và đãi những thực khách cũng như những người thân của mình. Cảm ơn anh Vũ, và chắc chắn là quý vị khán giả cũng như vậy. Với công thức này thì quý vị hoàn toàn có thể tự tin để chiêu đãi những người thân yêu, bạn bè của mình. Quý vị có thể quên công thức, quý vị có thể bỏ lỡ chương trình, nhưng mà quý vị hãy yên tâm, có thể truy cập ngay vào website món ngon mỗi ngày.com để xem lại toàn bộ chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.